cho các con. Ở trang số 10, cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập. Vậy thì bài đầu tiên là chúng ta có bài tập gì nhỉ? Hãy nhóm những nốt nhạc này thành hai nốt. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang móc đơn. Ví dụ như nốt đô rê các con được cho là hai nốt đen thì chúng ta sẽ nối lại với nhau thì sẽ chuyển sang móc đơn nhé. Thì ở bài 1 thì là đuôi nhạc quay lên nên là chúng ta cũng sẽ viết móc đơn ở phần trên. Thế còn bài 2 thì đuôi nhạc quay xuống thì chúng ta sẽ viết móc đơn ở phía dưới nối hai nốt nhạc này. Đó. Ở bài 3 thì chúng ta có yêu cầu là hãy viết các vạch nhịp cho 3 cái bài luyện tập này. Sau đó chúng ta hãy đọc thuộc các tên nốt nhạc. Vậy thì ở đây chúng ta quan sát là có nhịp 2, 4, 2 phách cho mỗi ô nhịp đúng không nào? Thế thì các con sẽ cộng số phách lại. Khi nào đủ 2 phách rồi thì chúng ta vạch nhịp bằng một vạch thẳng cắt đứng khuôn nhạc. Thế còn bài nhịp 3, 4 thì chúng ta sẽ có 3 phách cho mỗi ô nhịp. Vậy chúng ta cũng sẽ phải làm phép tính cộng thế nào cho được 3 phách rồi chúng ta vạch nhịp. Thì chúng ta sẽ làm đúng yêu cầu của bài. Thế còn bài số 5 thì các con sẽ có nhịp 4, 4. Chúng ta sẽ tìm và cộng lại 4 phách với nhau thì chúng ta sẽ vạch nhịp. Đó, một nốt đen cộng một nốt đen cộng một nốt đen rồi cộng hai móc đơn. Như vậy 1 cộng 1 cộng 1 và hai nốt đơn này là 1. Thì sau chỗ này chúng ta sẽ vạch nhịp được bởi vì nó đã đủ 4 phách. Đó, thế là yêu cầu của bài. Vậy các con làm xong bản nhạc này, hãy nhờ thầy cô của mình chấm bài cho các con nhé. Không thì các con cũng có thể gửi về email trung tâm Hoàng Vân a@gmail.com. Cô sẽ sửa bài và chấm bài cho các con. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.